Xin chào các bạn, hôm nay Wayshop xin được giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm Best BCA của hãng PBI Sport. Đây là sản phẩm truyền thống với một bao bì mới, hoàn toàn mới tại Wayshop, rất bắt mắt. Chúng ta hãy điểm qua thành phần chính của Best BCA. Một muỗng Best BCA cung cấp 5g BCA với tỷ lệ tiêu chuẩn 211, hỗ trợ phát triển cơ và hỗ trợ phục hồi cơ bắp, cùng với thành phần COA hỗ trợ chuyển hóa mỡ thành năng lượng và Amatit hỗ trợ chuyển máu vào cơ. Best BCA với vị hương vị hoa quả rất thơm ngon. Và cách dùng của Best BCA, chúng ta dùng một muỗng pha với 500ml nước, có thể dùng trong khi tập hoặc những lúc giải khát. Khi các bạn mua hàng tại Wayshop sẽ có tem của Wayshop để thuận tiện trong việc đổi trả và hậu mãi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn trong clip sau.